Em à, chào anh em tới với clip thứ 34 của em à. Đúng là khoảng thứ tư là em lên clip, mà hôm nay tới thứ sáu em mới lên clip được. Tại vì bữa giờ em đi đi săn hàng anh em, hết hàng rồi. Đi săn cũng cực khổ này. Nhưng mà lô hàng này em lấy về rất là ưng ý anh em, rất là đẹp. Để em giới thiệu sơ sơ ha. Đây em về được con đánh bóng nữa nè. Bữa anh nào mà mua mua hộp con đánh bóng clip trước á. Đấy, em có về được con đánh bóng Makita chạy auto vô nữa ha, ba con nhắm tăng, một con mắc tép này, hai con Makita này, Zin 22 nha anh em. Lô này hình như là 22 không rồi anh em, chỉ có vài món 110 thôi, vài món 100V thôi. Như hai con máy mũi khoan này là 100V nè, với con cắt sắt hợp kim Shindewa đế nhôm 100V ha. Hai con cưa xăng Makita đời mới nha anh em, mới chát luôn cưa xăng ha. Với lại hai con máy mài không than nè, một con có số một con không ha, cũng điện 100V ha. Rồi nhiêu đó thôi, còn lại là 22 hết. Mài khuôn em về được con nữa nè, 22 ha, ba con cưa lọng 220 luôn. Còn con phay này 110 nữa nè anh em, còn con phay 110 nữa, với một lô máy mài đó. Lô này VIP lắm anh em, cực kỳ mới ha. Thôi vô đi, nay vẫn về mã số 1 anh em ha, mã số 1 clip thứ 34 của em ha. À quên giới thiệu thùng này đây, như mới luôn anh em, có sử dụng rồi nha anh em. Tại vì trong đây có một vài cái đầu khẩu là nó có dấu hiệu xài rồi ha, nhưng mà bộ này gần như mới ha. Để coi có 1 2 3 4 5 10 cái đầu khẩu anh em, nó từ 10 nè, 12 nè, 13 nè, hai cái 13, cái này 17, 17 này, 19, 10, 21, 23, cái này 24, 27, từ 10 cho tới 27 ha. Nó có thêm cái khúc nối đó nè, khúc nối dài á nè, khúc nối dài ha. Con này thì gần như chưa qua sử dụng luôn ha, có sử dụng rồi mà rất ít, hiểu mẹ gì chữ nhật không mà anh em, chữ nhật không Oscarai Impact Quen. Con này là đầu 1 phần 2 anh em, nó có điều tóc cò luôn nha anh em. Con này là cái đầu này nó không có luôn, em về mới gắn vô chứ cái đầu này nó không có luôn nha anh em, điều tóc cò luôn ha. Anh em bóp chậm nó chạy chậm, mà bóp mạnh nó chạy mạnh ha. Đảo chiều là nhấn cái nút này xuống, nhỏ nhấn cái nút này xuống, anh em bóp nhẹ nó sẽ chạy chậm từ từ ha. À, chạy đếm vòng được luôn á. Rất là mạnh ha. Đây nó có bốn số chỉnh tốc nha anh em, bốn số chỉnh tốc xoay này nè. Ô em đang chạy số 3 nha, chưa mắc tốc nữa nha. Anh em xoay thì anh em nhấn vô ha, nhấn vô, nhấn vô anh em mới xoay ha. Để coi chạy số 4 coi nó làm sao. Rất mạnh anh em ha. Lực con này tầm 350 Newton, nếu anh em xài, nếu anh em xài cái bình 7 kg ha. Con này 7 kg trở lên. Đây nó còn bình nhất đây nữa nè. Lực là 350 Newton nếu anh em xài bình 7 kg, còn nếu mà bình anh em mà lớn hơn á, thì lực nó sẽ lớn hơn ha. Full thùng luôn. Mới 99%. Đây. Con này mã số 1 ha, để anh em 1 triệu rưỡi. À clip này em vẫn bao ship nha anh em. Bao ship 100% luôn ha. Chỉ cần cọc là em bao ship thôi. Mã số 1, 1 triệu rưỡi ha. Bây giờ em đi săn hàng tùm lum hết, đi Đồng Nai, đi Bình Dương, đi Sài Gòn, ôi đi đủ thứ chỗ. Thanh lý ba cái đồ của cửa hàng á nè. À, kiếm mấy cửa hàng nào anh em bán ế ế mình vô mình thanh lý. Mà cũng không phải là mình mua hết mà mua mấy hàng nào đẹp thôi nè. Em không có cái vụ mà thanh lý hết.
thanh lý hết rồi, bả đồ xấu đồ này kia làm biến bán, em chỉ bán hàng đẹp thôi, em chỉ lấy hàng đẹp thôi cho giá nó hơi nhích chút nha anh em, giờ không có hàng phải chịu anh em. Cái cùng dây này em bị bể gạch ha, em lên lại ha, cùng này là 18 mét rưỡi ha, 18 mét đi, 18 mét 3 x 2.0 ha, dây mà cắt ra từ Lulu Hayata nha anh em, chữ nghĩa trên dây còn vàng quách hết nè, dây cực kỳ mới nha nè, cực kỳ mới, chỉ có cái là nó không có phích thôi, em gắn cho nó cái phích chống vỡ có đèn báo nè, có đèn báo ha, phích này là xe tải cái không bể luôn á, phích đó 25.000 cái. Cái này em bị bể gạch em bán lại ha, 18 mét 3 x 2.0 ha, dây Hayata giá là 550 bao ship ha. Mã số 2 550 bao ship ha. Giờ bán hàng 110 trước sang sau anh em. Bán 110 trước đi. Bán 210 trước rồi bán 22 ha. Đây. Em có hai con máy mài mũi khoan. Ây da. Đó, em bán con này trước ha. Con này là con Ruby ha. Con này thì em bán thường rồi, có bán mấy lần rồi. Đây là con mài mũi khoan Ryobi DBS 13, điện 100V ha, 85W, 5.500 vòng. Nó mài được mũi từ 3 ly đến 13 ly ha. Nhưng mà con này em đã mài 15 ly rồi, 16 ly vẫn được. Em từ ngoài muốn 16 rồi nha, nhưng mà cái thông số cái thực thì nó ghi là 13 ly thôi. Cái này thì em cũng có giới thiệu hoài nhưng anh em sẽ giới thiệu lại ha. Cái mũi khoan anh em đặt vô á là đặt hai cái me của nó, cái me trên cái me dưới ha, đặt thẳng như vậy nè ha, đặt thẳng về đặt xuống cái me dưới ha, nằm dưới là mình mài cái me dưới trước xong mình xây lại mài cái me trên ha. Ở đây nó có cái nút, nút sửa đá ha, đây cái nút này nè. Đó anh em đè vô là cục đá này là nó sẽ ăn vô cục đá mài mũi khoan của mình để nó sửa đá cho cái đá này nó ngay lại á. Đá này thì anh em mua trên Shopee nó bán đầy nha, anh em mua lớn hơn tí cũng được. Đấy mài á, thì lúc mài đó là anh em bỏ chạy xong anh em kéo cái này nè, đó nó sẽ mài cái hình 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 vòng cung này, thì nó sẽ tròn cái lưỡi mình ha, điện 100V ha. Đây em sẽ test công tắc nó đâu, chạy im ru rồi nha. Cái mũi khoan em đã đặt sẵn ở trong đây nè, đó anh em mà muốn đẩy cái mũi khoan lên em xoay cái này nè, xoay cái này anh đẩy mũi khoan lên đó, giờ nó ăn ít nè, cái mình xoay xiết mình đẩy nó lên chút đó, xiết lên chút nữa đó, xong rồi cái mình mở này ra xoay cái mũi khoan, kéo cái này lên, không kéo lên thì mình siết đó, siết nó lên đó, xây nó qua thôi, xong cái mình mở cái này ra cho nó đè xuống đó, xong siết cái này lại, nó hơi chặt ta mày, nhuyễn nhuyễn vậy thôi anh em, mày mũi khoan mà. Có nhiều anh em nói nó nhỏ quá quá mài mũi khoan được không, anh em mài mũi khoan mà chứ đâu có mài gì nặng đâu mà anh em lo, nó chỉ mài phớt phớt thôi mà. Mà thằng này là kỹ sư Nhật nó làm ra rồi là không bao giờ mà yếu công suất được. Khi mà anh em muốn lấy mũi khoan ra, anh em nhấn cái nút mà vô nè, nhấn vô ha, kéo cái này ra. Đó tức là khỏi cần phải xoay đồ đó, bén ngót thằng này ha. Đó, mình muốn đẩy cái này tới nè, nhấn vô mình đẩy thôi, đó thì nó sát vô, xong đây mũi khoan đây nè, rất bén ha, có thể mài tới 15 16 được, nhưng mà thông số kỹ thuật thì nó ghi 13 ly thôi. Đây cực kỳ đẹp ha, rất là đẹp, zin 100% nha anh em.
Rồi, con này để anh em giá cũ thôi nè, 1,5 triệu ha. Mã số 3 1,5 triệu. Bao ship nha. Có cọc nha anh em. Mã số 3 1,5 triệu. Đấy, mã số 3 1,5 triệu. Ruby. Tiếp theo. Con này thì dễ xài hơn. Con này thích hợp cho anh em nào muốn xài gia đình ha. Xài thợ thì vẫn xài được thôi, nhưng mà con này nó dễ xài hơn ha. Con này là hiệu gì? Stonycraft. Con này điện 100V ha, cũng 50W. Trọng lượng là 2,5 kg ha. Dòng tua của nó là 1720 vòng. Con này tua chậm, nhưng mà tại vì con này cái thế mài của nó là chậm nha anh em. Anh em thấy cục đá của nó không? Cục đá nó còn nguyên si ha. Con này còn rất là mới anh em, cục đá còn nguyên si bóc, chưa có mòn miếng nào ha. Con này nó mài mũi từ đâu à? Từ 3 ly ha, tới 10 ly. 3 ly tới 10 ly nha anh em. Con này còn cực kỳ đẹp anh em ha. Cực kỳ đẹp luôn. Đá không mòn miếng nào luôn. Rồi em sẽ giới thiệu cho anh em con này nó mài như thế nào ha. Cái nút này nè là để anh em chỉnh cục đá nó chạy lên chạy xuống nha. Anh em dặn xuống á, thì cục đá nó chạy xuống, anh em dặn lên là cục đá chạy lên. Để khi mà đá nó mòn á, anh em mình xả ra cho cục đá nó chạy lên để mình mài nó đụng vô cái mũi khoan được ha. Giờ em gu bà gù ha. Em thử mài cái mũi này mũi mấy ta? 7 ly. Tức là trong đây nó có cái rãnh, anh em nhét vô nó chỉ ăn một me thôi. Đó, mình sẽ mài cái me đó trước. Đó, mình cứ để vô nhẹ nhàng không cần phải nhấn nha. Đó, mình xoay nhẹ nó, lắc lắc nhẹ nhẹ vậy nè. Đó, rồi anh em đổ qua me kia. Tại vì cái đá trong đó là cái đá nó tự tự nó mài tròn anh em, chứ không cần anh em phải canh gì hết trơn á, gần đè vô là mài thôi. Đây bén ngót ha, bén lắm, chạy im của bà ha. Anh em muốn nó ăn nhiều hơn á thì anh em xoay cái này nè, mở ra thì đá nó sẽ chạy lên nhiều hơn. Rồi anh em đừng siết xuống quá nha, nếu mà siết xuống quá nó sẽ đè cục đá cứng quá. Cái tem đây nó có cái lò xo, nó đè xuống cứng quá thì cục đá chạy không nổi, máy chạy không nổi luôn nha. Siết sao mà vừa phải cho máy nó chạy được thôi. Con này còn cực kỳ đẹp ha, giá cũng vậy thôi, 1,5 triệu luôn ha. Mã số 4 1,5 triệu. Điện 100V anh em ha. Con này như đấu 22 được nè. Mã số 4 1,5 triệu. Rồi còn 100V nào nữa. Con này đi. Con này là 100V, nhưng mà cái mạch này là mạch đẳng áp ha. Đó, nó chạy được auto volt nha anh em. Con này nó giống cái con hôm trước em lên nè, Makita, nhưng mà nó kết hợp với một cái thương hiệu khác nè, nó hiệu Combat. Y chang Makita thôi nha anh em, giống y chang không khác gì hết trơn á. Chỉ thêm cái thương hiệu thôi. Anh em lọc cái tem này ra nè, ở dưới cái tem này là có chữ Makita. Tức là nó y chang con Makita hết, nó chỉ khác có cái là cái thương hiệu thôi. Nó kết hợp với một con máy khác ha. Con này hàng nội địa Nhật luôn anh em. Hàng nội địa Nhật luôn ha, toàn chuyển Nhật thôi, nó không ghi made in ở đâu. Mã của nó là C200 ha, điện 100V. Nhưng mà em đã giới thiệu rồi, nó chạy được auto volt ha, 900W, điều tốc từ 600 đến 2000 vòng. Nó 5 số điều tốc ha, từ 600 đến 2000 vòng. Bánh là bánh 180 ha, con này nguyên zin 100%, em chỉ ra thay cái bánh lông cừu mới thôi nha. Đó, nguyên zin hết. Nó có thêm một cái chức năng nữa là khóa tốc độ rồi. Để em thử cho anh em coi ha. Chạy 110 trước nha. Cái này là điện 110 nè. Đây là số 1. Hiện giờ là mình đang chạy là có điều tốc ha. Bây giờ mình gạt cái cần này qua nè. Đó, gạt cần này qua là nó chạy một tốc độ một à. Cho dù anh em có chỉnh tốc độ nó đi số mấy đi chăng nữa, nó vẫn chạy tốc độ chậm thôi. Khi mình gạt cái này qua thì nó mới ăn tốc độ nha.
không biết cái chức năng đó là để làm gì không biết, nhưng mà cái máy nó là có như vậy. Rồi bây giờ mình ghim điện 22 ha, còn nó có cháy không? Trăm mười, 22 chạy như nhau luôn nha anh em, chạy như nhau luôn ha. Rồi con này còn rất là đẹp nha anh em, đây rất là đẹp ha, đẹp hơn con lúc trước em lên. Con này cũng lấy giá cao hơn anh em, lấy lời của cửa hàng mà. Con lúc trước thì em bán 1.1 triệu, con này phải 2 triệu nha anh em, nó đẹp hơn anh em, với lại em lấy giá cao hơn. Mã số 5 ha, 2 triệu bao ship. Một triệu hai bao ship nguyên zin hết anh em ha, chỉ có cái bánh lông cừu là mới thôi. Mã số 5, 1.2 triệu bao ship. Còn con 110 nữa không? Đây con này đây, con này em cũng lấy của cửa hàng nè, mà đặc biệt cái con này ở cửa hàng tặng em thêm cái này, em tặng anh em luôn. Em chả biết để làm gì để mất công, em bị lạc nó mất uổng nguyên một bộ ruột với pin luôn. Đây cấu gốc còn rất đẹp ha, cấu gốc còn cực kỳ đẹp anh em ha. Không biết sao mà nó có cái này anh em cũng không biết luôn, là nguyên một bộ ruột với cái pin luôn ha. Cái này tiền không nha anh em. Đây con phay, phay này là Makita ha, 3612 BRA. BRA thì nó có thắng nha nè, chữ A là có thắng ha. Điện 100V ha, 1430W, 23.000 dòng, phải nhúng ha. Nó muốn khóa lại là kéo cái này lại là nó nhúng không được, mở ra là nó nhúng ha. Còn thước ốc là đầy đủ ha, ốc giữ cái này cũng đầy đủ ha. Dây nguồn zin, dây nguồn Makita luôn ha, được 4-5 mét gì đó, còn cực kỳ đẹp anh em. Ruột gan nó xanh lét ha, anh em thấy cái ruột ở ngoài nó mới vậy mà cái ruột trong này nó mới hơn cái ruột này nữa anh em. 3612 ha, BRA. Con này mũi 12.7 thông dụng anh em ha, điện 100V ha, dành cho anh em nào xài 100V. Thắng anh em ha, chạy em luôn. Con này thì hoàn hảo không có gì chân á, mũi 12.7 ha. Con này em sẽ tặng luôn cho anh em bộ này, tặng luôn cho anh em bộ đó. Mã số 6, mã số 6, con này để anh em 2 triệu ha, 2 triệu mà tặng bộ này rẻ, thôi kệ đi, 2 triệu đi. Hai triệu ha, mã số 6, 2 triệu. Ơi bộ này không, nếu mà anh em nào cần là em bán được 5-7 xị rồi. Có rất nhiều anh em cần đó chứ, thôi là mình mua rẻ rồi nó tặng thêm cái đó rồi mình tặng luôn cho nó đi nhanh. 110 còn nào, còn hai con máy mài 110 đây, hai con máy mài không than. Một con á là không có số cốt, một tấc đá là đá tấc 2, còn con này là có số đá một tấc. Em sẽ bán con tấc 2 trước ha. Con này là không có số nhưng mà nó cốt tấc 2 ha, cốt tấc 2. Hikuki ha, này là Hitachi Hikuki nha nè, nó còn khá đẹp ha. Hitachi Hikuki điện 100V ha, 1050W, 8.000 dòng, máy Inchina nha nè, dòng không than là máy Inchina hết ha. Con này thì nguyên zin hết nha nè, nguyên zin hết, chỉ có sợi dây nguồn này là em gắn cái sợi dây nguồn của dây Hàn Quốc anh em, phích tròn á, tại dây giờ hết rồi nè, còn khúc nào xài khúc đó. Em có khúc dây Hàn Quốc nè, điện đổi điện thôi, phích tròn mới xài cái này.
Cái này em đổi điện 100V rồi nha. Con này nó có chức năng chống khởi động lại ha. Đây anh em mở công tắc lên sẵn nè. À, khởi động mềm, chống khởi động lại, im điện là nó không chạy nha. Đó, không chạy nha. Mình tắt công tắc xuống mở lại nó mới chạy ha. Cái rụt nó là 500 bệnh cũ cho nên là khi anh em tắt nó sẽ có cái tiếng mà gịch cái máy lại nha anh em, chứ không phải là nó khô bọc đạn hay gì đâu ha. Cái này em bán em nấu hoài. Con này sản xuất tháng 10 năm 2018. Thì sau tháng 8 năm 2018 là tất cả các máy Hitachi nó sẽ đổi thành Hikuki hết. Đó là một cùng một thương hiệu thôi nha anh em. Đó, nguyên viên hết ha, có bảo vệ, gạt te đều đầy đủ hết. Chống khởi động mềm ha, chống khởi động lại. Sử dụng động cơ e-motor không chổi than. Rồi, con này chỉ lai sợi dây nguồn và dây xịn nha. Dây này dây của máy Hàn Quốc. Nó hơi ngắn tí. Hết dây rồi. Bây giờ dây nó hiếp như gì. Mã số 7 ha. Mã số 7. Con này để anh em 800 ngàn bao ship ha. Đá là đá tắc 2 nha anh em, tắc 25 á. 1050W ha. Còn khá đẹp nè ha. Tới con này. Con này thì nó có số nha anh em. À, 6 số điều tốc. Cũng có chức năng chống khởi động lại ha. Con này thì Hitachi G10VE ha, cốt 10 đá 100, điện 100V, 1050W ha. Nó điều tốc từ 2008 đến 10.000 vòng. Cũng máy in China anh em ha. Máy mài không than này máy in China hết á. Đây mở công tắc lên sẵn nè. Con này thì được dây nguồn Nhật bãi ha. Dây này dây Makita, dây cũng thay rồi nhưng mà dây này dây cũng dây Nhật bãi ha, dây Makita. Phích dẹp. Đó, nó không chạy ha. Tắt xuống mở lên nó mới chạy. Con này quá êm rồi. Rồi. Khá đẹp anh em ha. Con này để anh em con này để anh em 1 triệu 1 triệu mốt đi. Mã số 8. 1 triệu mốt. Rồi còn là 110 nữa không? Còn con cắt sắt bằng cắt sắt bự quá thôi để đi. Giờ bán đồ 22 đi ha. Đổi điện qua 22 cái. Bán gì trước đây? Bán mấy con cưa lọng này đi, con nào gần bán trước. Ba con cưa lọng này thì em lấy một chỗ thôi, nhưng mà xuất xứ thì nó khác nhau. Như con này là hàng bãi hàng anh em. Con này là hàng Đức xuất hàng ha. Đức xuất hàng. Điện là 240V. Nhưng mà con này máy in thụy sĩ. Nó máy in thụy sĩ ha, zin 100% nha anh em. Nó máy in thụy sĩ. Trục gan con ba của con cơ lộng này á, là em bao đẹp ha. Bao anh em là than zin nó còn trên 80%. Có cái con này á, do cái anh đó là anh thanh lý của cái xưởng của anh, do anh để ẩm á, cái nó bị ố nè nè, nhôm nó bị ố á ha. Nhôm nó bị ố chứ cái con này là còn ruột gan còn rất là đẹp ha, do cái nhôm nó bị ố thôi đó. Tặng anh em thêm hộp lưỡi nè. Con này là máy in thụy sĩ nha nè, còn hai con kia là máy in BRC, hai con kia là hàng chính hãng, con này là hàng bãi hàng, máy in thụy sĩ à.
điện 240V 550W ha, 3100 dòng. Này nó có điều tốc nha anh em, này nó có điều tốc mà điều tốc cò ha, điều tốc cò đá lửa 3 cấp ha. Ở đây có nút thổi bụi nè, đó. Nó có nút thổi bụi này á, là nó thổi cái bụi ra ngay chỗ cái lưỡi này nè, đó. Cho lúc mà mình lọng á, cái ba vớ gỗ nó lên á, nó thổi ra cho để mình thấy đường mình lọng ha. Con này thì đời đời cũ hơn hai con kia, nhưng mà được cái máy in tỷ sĩ nha nè, đời cũ hơn hai cái con máy in BRC. Con này thì nó gài lưỡi như thế này ha, em với em sẽ hướng dẫn con này thôi, để con này với mấy con kia nó giống nhau ha. Nó sẽ có cái lỗ đây anh em đó, anh em làm một cây giống như em vậy nè, dít dẹp, hoặc là anh em có cái dít dẹp dài á, em thọt vô đây ha, thọt vô đây anh em dặn ra đó, dặn ra rồi mình mới nhét lưỡi vô được ha. Lúc nhét lưỡi là mình để ngang ha, để ngang cái lưỡi xong rồi mới dựng đứng nó lên đó, dựng đứng nó lên xong mình mới siết lại, siết nó sẽ đẩy cái lưỡi ra đó, vậy là được nha anh em ha. Do cái lưỡi này nó cong, cái lưỡi này lưỡi em bỏ thôi, em để thử thôi, chạy để chạy đi, lưỡi này nó cong nha anh em. Rồi 550W ha, 3100 dòng, nhưng nó có điều tốc cò nha anh em, bóp nhẹ nó sẽ chạy từ từ nè. Nên rờ ở đây nè, sẽ có gió thổi ở chỗ cái lưỡi, nó thổi bụi nè. Đá lưỡi 3 cấp ha, đá lưỡi 3 cấp. Mở cái lưỡi ra thì cũng vậy ha, em thọt vô đây anh em dặn cái ốc này ra là ra, dặn khoảng 2 vòng anh em, 2 vòng đó là lật cái lưỡi ra, lật cái lưỡi nằm ngang ha, chừng nào mình lật cái lưỡi nằm ngang ra được thì mình lấy cái lưỡi ra được. Rồi em sẽ hướng dẫn con này thôi, mấy con kia em họ không hướng dẫn lại ha. Rồi em cũng nhắc lại luôn là con này nó ngoại hình nó hơi xấu một tí, do nó bị ố nhôm thôi, chứ còn ruột gan thì em bao anh em ha, là bao anh em zin cổ gấp không ngon, than còn phải 80%, máy in thì sỉ ha. Đó, con này mới thì nó tầm 3 triệu anh em, mấy cái con này mới tầm 3 triệu ha. Rồi tặng anh em hộp lưỡi luôn, để cho anh em làm mẫu anh em mua. Rồi con này mã số 9, mã số 9 con này đến em 1,4 triệu, giá này là quá hợp lý rồi anh em ha, 1,4 triệu chạy im rú và rù ha, 1,4 triệu. Con này là máy in thị sĩ nha. Ai đến con này, hai con này là máy in BRC, cái này là hàng chính hãng anh em ha, này là hàng chính hãng của Việt Nam mình á, hàng chính hãng của Bosch, hàng chính hãng của Bosch. À không, con này vẫn là bãi hàng nha anh em, nhưng mà đời nó cao hơn. Con này vẫn là bãi hàng anh em, cũng là 240V, bãi hàng luôn ha, bãi hàng. Em tưởng nó hàng là hàng chính hãng nha, không phải, hàng vẫn là hàng bãi hàng, nhưng mà đời cao thì nó made in BRC thôi anh em. Con này thì công suất lớn hơn anh em, 580W, 240V ha, 580W, điều tốc từ 500 đến 3100 dòng, giống con nãy thôi, có điều công suất con này lớn hơn tí đó, anh em thấy cái đời nó khác tí rồi. Công tắc màu vàng nè, nhưng mà tính lại là nó với con kia, nó với con hồi nãy là như nhau anh em, anh em có thể sàng đồ qua lại được ha, nó chỉ khác một chút xíu thôi, sàng đồ qua lại được ha. Đế này nghiêng 45 độ hai bên được ha, anh em mở lục giác này ra là anh em có thể nghiêng 45 độ hai bên được đó. Zin 240V ha, máy in BRC. Con này thì cái anh đó ảnh hư cái phích này, anh gắn cái phích khác chưa rồi. Em vẫn để luôn, em làm biến thai quá. Anh em nào lấy thì em tặng anh em thêm cái phích xịn. Cũng điều tóc công tắc cò ha, điều tóc cò, đá lưỡi 3 cấp ha, có nút thổi bụi ha.
Ủa hay làm biến cũng không được anh em, hãy dừng clip thay cái phích này. À, cái phích gì đâu mà nó bị điện mà nó ăn mòn vô hai bên, nó ghim điện nó không ăn luôn. À, làm biến không xong, thay phích xịn rồi anh em ha. Cái phích này nó đù si ba chao gì. Điều tóc lề luôn anh em ha. Rồi với cái cách mà gắn lưỡi với lại đá lưỡi đồ y như con nãy thôi nha, em không giới thiệu lại ha. Thì con này nó nhìn nó tươi hơn con kia tí. Hai con này là máy in BRC ha. Con này để anh em bằng giá đi, 1.4 triệu luôn, mã số 10 ha. Số 10 1.4 triệu. Tặng hộp lưỡi luôn nha. Lưỡi này em tặng là để anh em làm mẫu thôi. Còn về anh em xài kiểu gì, xài dài ngắn hay xài cắt sắt cắt gỗ gì thì tùy anh em ha. Này nó có hai loại cắt sắt cắt gỗ nha nè. Gục gai cũng bao anh em ha, em mở ra kiểm tra hết rồi. Bao anh em là nguyên zin. Cái thông số nó nằm dưới này nè nha anh em. Thông số hay cái thực nằm dưới này ha. Đây. GST80 3601 240V 580W ha. Điều tốc từ 500 đến 3100 vòng. Lộng sâu tối đa là 8 phân ha. Đó, giá 1.4 triệu luôn. Đây, con này tươi nhất nè. Con này thì 1.5 triệu ha. Con này thì y như con em mới vừa giới thiệu á. Có cái là dây nguồn của nó được zin cái phích luôn, nó không có lai gì hết trơn. Con này là đẹp nhất, liền lạc nhất ha. Cái phần nhôm của nó, con nước sơn zin nó còn, nó không có bị ố ha. Yeah. Thông số à. Giống con nãy anh em. Ba con như nhau ha. Con này 1.5 triệu nha nè. Con này đẹp nhất. Mã 11. 1.5 triệu. Bao ship toàn bộ ha. Con này là liền lạc nhất. À, dây nguồn nó không có bị hư phích gì chân. 1.5 triệu. Rồi. Sẽ bán gì đây? Nãy giờ anh em nôn em bán luôn máy mài, bán con bán luôn máy mài trước đi, kéo này xin lên dục mẹ cái phích này đi, phích hàng chợ má đụng vô mà thấy ghét. Đấy, 4030 anh em ha. Rất nhiều anh em đặt dòng này nè, em không biết tại sao anh em lại thích dòng này như vậy ha. Chắc là vì nó nhỏ gọn, mạnh. Sát nhỏ nhưng mà nó mạnh. Có 5 con, em về được 5 con. Tính ra em về cái lô này là được chục con lần mà em bán trên Facebook hết rồi. Lấy bữa có nhiều anh dặn á. Rồi em giới thiệu khách rồi khách lấy hết là còn có 5 con. Lô bán mài này thì rất là đẹp, nguyên zin ha. Ưng có một cái nữa là cái lô này em lấy là dây nguồn zin không à. Dây zin không à, nhưng mà có một số dây là nó gắn cái phích giống cái phích hồi nãy á. Cho nên em thay phích xịn hết. Dây zin nha anh em, dây nguồn à. Dây nguồn này là dây zin hết nè. Mấy cái dây mà em gắn phích rời á là dây zin hết. Còn cái dây này là dây bãi. Yeah, hai dây này là dây bãi ha. Nó có ba chân nè. Đó, người ta bỏ bẻ cái chân mát rồi, còn hai chân thôi. Đó là dây bãi ha. Ba con này dây zin.
mấy cái đó thì không quan trọng ha, em coi như nhau hết. Năm con này em sẽ bán cùng một mã thôi, nó như nhau nha anh em. Con lô này còn rất là đẹp, cái này nó chỉ bị dính tí sơn ngoài thôi, rồi tem bọng đồ còn cực kỳ đẹp ha. Này cái chữ Makita còn chẳng xác luôn anh em thấy không, rất là đẹp, như nhau hết anh, nó chênh lệch nha không nhiều, cho nên em sẽ bán cùng một mã thôi ha. Đây em sẽ giới thiệu anh em thông số ha, Makita GA 4030 ha, cốt 10 đá 100, điện 230V 240V. Đây là hàng Nhật xuất hàng nha anh em, 230 tới 240V, 720W ha, 11.000 vòng nha anh em. 11.000 vòng. Ồ sao cái lô này nó không ghi sản xuất ở đâu hết. Nó chỉ ghi là Makita thì Anzo Akiya băng thôi. Không ghi mét đến đâu hết, có thể là cái lô này là lô gia công tại Nhật nha anh em. À, con này thì made in Thái Lan chứ. Con này cũng made in Thái Lan nè. Hai con made in Thái Lan. Con này thì giống con này, không có ghi. Con này cũng vậy. À, có ba con này. Chị em sẽ bán hai mã đi. Có nhiều anh em người ta quan trọng cái việc mà nó sản xuất ở đâu, thì cái ba con này thì em nghĩ là nó sản xuất ở Nhật nha, nó không có ghi máy in ở đâu hết thì nó sẽ gia công ở Nhật nha anh em, nó chỉ ghi Akiya băng thôi, không ghi máy in. Hai con này là máy in Thái Lan, giống nhau nha anh em. Em sẽ ghi hai mã đi cho nó rõ ràng. Rồi test 720W ha, cốt 10 đá 100. Em như chó thở anh em ha. Hai con máy in Thái Lan này em sẽ ghi mã số số 12. Giá như nhau thôi anh em, tại em muốn chia ra cho anh em nào mà thích sản xuất ở Nhật hay ở Thái Lan gì tùy anh em. Mã 12 á, hai con này 750 một con ha. 750 một con nha anh em. Nhiều anh em nói rồi, cái mã nó 4 con mà em bán 750 rẻ vậy, trời ơi trời. 750 một con nha anh em. Mã 12 ha, 750. Made in Thái Lan. 230 tới 240V, 720W, cốt 10 đá 100, 11.000 vòng. 12 750, còn mã này là 13 ha. Rồi test máy, thông số nó như nhau thôi nha anh em. Em chỉ test máy thôi. Lô này được cái là dây nguồn zin thôi. Thì là nó mới nè, mới hơn cái lô trước em bán nhiều lắm. Rồi, này mã 13 ha. Cũng 750 một con anh em. Bao ship luôn ha. 750. Ba con này. Tem cho anh em coi cận cảnh là cái tem của nó ha. Theo kinh nghiệm của em là nó sản xuất ở gia công ở Nhật đây nha anh em. Đây cái góc này nè, nó ghi Makita. Đó, IG da băng thôi. Nó không có ghi made in ở đâu hết. Cái hàng này nó gia công ở Nhật. Rồi, tiếp theo, coi bán con này đi. Con này đúng là nay em chưa dọn nó tới nó đâu. Tại bữa có anh kia anh dặn 1-2 nó dọn cho anh con mày khuôn 22. Em dọn xong rồi cái anh kia em chụp cái đầu này nè, cái đầu mà tâm nè. Đó. Cái anh nói này có dấu xài rồi. À, anh không mua. Em bán hàng xài rồi mà anh em. Khi anh em để khóa vô anh em dặn thì đương nhiên nó phải có dấu rồi ha. Trời ơi trời.
mua mới 3 triệu tư con thì nó sẽ không có dấu nha anh. Đây là con mài khuôn cây văn Hàn Quốc nha anh em, mã của nó là BG6 ha. Con này mới tới 3 triệu tư con là nha anh em, điện 22 ha, 400W, 23.000 vòng nha anh em, mũi xài mũi 6 ly ha, mũi 6 ly thông dụng. Con này giá cũ thôi nha anh em, 900.000, mã 14, điện 22 nha anh em, mã 14 ha, nguyên zin hết nha. Con này là nguyên zin từ A đến Á ha, 900 bao ship. Anh nào muốn mua mà cái đầu tung đó mà chưa có dấu thì bỏ cái 3 triệu tư mua ha, nó sẽ không có dấu. Còn em bán hàng xài rồi đương nhiên nó phải có dấu xiết rồi ha, 900 con. Đây mã này, mã này thì 800.000 con Makita cò bóp ha, Makita cò bóp. Hai con này nó lại khác nhau ác thiệt, ghi hai mã nữa. Hai con này mã nó lại khác nhau anh em, đời khác nhau thôi. Hai con này thì giống nhau ha, giống nhau sàng qua sàng lại được luôn, nhưng mà cái mã nó lại khác nhau nha nè. Mã con này là 9556HB ha, con này 9556BB, 9556BB. Thôi em bán hai mã đi, hai mã đi. Con này máy in Japan, con này máy in Thái Lan. Có điều cái con này thì cái mình nó không được đẹp như con này ta, con này đẹp hơn. Em bán cùng giá là 800.000 con. Đây em giới thiệu con này trước ha, Makita cốt 10 đá 100 ha, 9556BB, điện từ 22 đến 240V, hàng Nhật xuất hàng nha anh em, 840W ha. Con này máy in da băng ha, con này thì dây nguồn zin nhưng mà phích rời ha, có cặp tay bảo vệ luôn nè. Đó, con này nè anh em thấy cái chỗ này chữ Makita nó mất rồi ha, con này cầm vô nó nhiều, còn con này nó còn luôn nè, nó còn hơi hơi thôi. Con này mã 15, con này mã 15, 800 bao ship ha. Con này máy in Japan, mã 15, 800 bao ship. Con này thì mã 16 ha, con này thì mã của nó là 9556HB, cốt 10 đá 100 ha, điện cũng từ 22 đến 240V ha, cũng 840W ha. Nhưng con này là máy in Thái Lan, con này máy in Thái Lan, dây nguồn zin nha. Con này lô này em mới lấy nè, dây nguồn nó giống ấy, dây nguồn phải zin mà dây nguồn bãi, nó thay dây nguồn bãi. Tại mấy con mà bãi hàng này về người ta cắt dây nguồn hết rồi nè, cắt quỷ hàng á, cắt để bán giống như bán dây chai là phải quỷ hàng. Dây này là dây bãi, mà dây này theo em được biết là dây chịu lực, tức là xe cán lên đường nó không sao, gọi là dây chịu lực, nó sẽ dai hơn, nó không mềm mà nó rất là dai. Đây, con này mã 16, 800 luôn. Tiếp theo là cái lô này, lô này thì sẽ mắc hơn, đây lô này nó mới lắm anh em. Đó anh em nè, em thấy chữ Makita nó còn trắng xác luôn. Này, 5 con. Anh em nào cần cái bảo vệ này em sẽ cho nha, tại vì cái lô này không có, nhưng mà em có cái mấy bảo vệ này nha, em còn mấy cái á, nên em còn mấy cái nha. Nè, đó, lô này thì 850 con ha, anh em nào cần bảo vệ em sẽ lấy cho. Nó giống như là cái con này em cắm sẵn nè,
À, nó mới này em thấy không? Chữ Makita nó chưa có dấu mòn luôn nè. Cực kỳ mới. Nè. Đó. Rất là mới anh em. Siêu siêu mới. Dây nguồn thì một là zin, hai là dây thay dây bãi nha, chứ không có dây mới. Ừ, lô này hơn cái lô trước chỗ đó. Cái lô này nó không có bảo vệ. Này em cho bảo vệ nhưng mà bảo vệ thì có cái đẹp cái xấu nha anh em. Em đừng chê ha, miễn sao có xài thôi ha. Mình cần thì mình xài. Lô này là 956 HP. Điện 22 tới 240V ha. Cốt 10 nha anh em, cốt 10 đá 100 ha. 840W. Con này máy in Thái Lan. Máy in Thái Lan. Này cũng máy in Thái Lan. Này cũng máy in Thái Lan. Đồ của thằng này lại không có ghi. Tiếu thật chứ. Thằng này không có ghi máy in đâu hết. Ok đi, bán cùng mã đi. Làm biển chia mã ra quá anh em. Rồi, test máy thôi. Cái loại cò bóp này nó mắc hơn cò trượt rất là nhiều nha anh em, mắc hơn 300-400 ngàn con á, mới á. Con này mới như 1,8 triệu con. Con này thì phích chân tròn nha anh em, nhưng mà phích này cũng phích xịn nha, em để phích đó phích xịn á. Đó em cũng bán cái phích đó đó, phích đó của Hàn Quốc. Ở đây rồi, biển thử quá. 5 con nha anh em. Mã này 850 con ha. Anh em cần bò, anh em nào cần bảo vệ thì nói em bỏ vô nha, chứ phải em quên. Mã 17. Mã 17. 850 con. Cái cò này người ta gọi là cò an toàn đó nè. Tức là mình bóp thì nó mới chạy, không bóp thì nó không chạy á. Rồi lỡ có sự cố gì á, mình buông ra một cái là nó tắt liền, gọi là cò an toàn. Nó có cái nút gài chết nè. Mình bóp cò vô, mình nhấn cái nút này nó gài chết lại. Có lỗi nó vẫn không gài được nha. Có lỗi nó làm cho có thôi, em cũng không biết tại sao. Nè, này gài được nè. À, này gài cũng được nè. Đó, nó làm cho có rồi. Còn có lỗi thì gài được nha anh em. Đó, này gài được nè. Đó, anh em nào mà cần gài được thì nhắn em ha. Còn em nào không không cần thì lấy con nào cũng được. Hình như con nào cũng gài được, có con này nó không gài được à. Đó, con này không gài được à. Ủa gài được mà. Con nào gài không được ta? Đây con này. Con này gài không được. Rồi, 850 con mã 17. Lô này rất là đẹp anh. Nó như mới luôn á. Em thấy mấy cái đầu xi của nó nè. Sơn còn y xì nguyên á, mới cực kỳ. Rồi cái lô này, lô này khá là hiếm anh em. Thằng 956 mà cò bóp thì anh em thấy nhiều không, còn thằng thằng này nó giống như 4030 vậy, nhưng mà nó mã khác nha. Mã này là 5034 à, 5034 nha, 720W. Tức là cái ruột nó, cái thọt nó thì giống 4030 thì nó gọn hơn nha anh em. Nó gọn hơn ha. Anh em nào thích gọn thì cho em này, nó rất là gọn ha. Nên mình nó nhỏ hơn á. 405034. Điện từ 230V đến 240V ha, 720W. Nhưng mà cốt nó cốt 125 nha anh em. Cốt 125 ha. 11.000 vòng. IG da băng Made in China này. Dòng này đời mới này. Dòng này Made in China ha. Dây nguồn thì dây nguồn bãi hết ha. Rất là mới, cặp tay zin luôn ha.
Có con này không có karate, không có karate. Dòng này made in China này. Dòng này hình như là Việt Nam mình chưa có về luôn. Có thằng Hàn Quốc, hàng này vẫn là hàng hàng Nhật xuất hàng nha này. Chỉ có thằng Hàn Quốc nó có trước. Đời mới. Con này cũng rất là mới anh em ha. Nè, ba con này chữ Makita nè, chữ này nè. Cái chữ này mà anh em còn thấy rõ là biết nó mới rồi. Anh em cầm nhiều nó sẽ bay nè. Cầm nhiều nó sẽ bay mất. Đó. Rồi. Lô này thì 800 ngàn con. Anh em nào thích nhỏ gọn thì chơi em này ha. 720W mà cốt 125 nha. Đá tắc 2 á. Xài công tắc an toàn ha. Êm như chó thở. Ba con này là còn siêu mới luôn nha nè. Siêu mới luôn ha. Ghi cùng mã luôn ha. Anh nào cần cà te thì lấy mấy con cà te, còn anh nào không cần thì lấy con này, nó không có cà te. 800 ngàn con. Mã mã 18 800 ngàn con. 18 800 ngàn. Cho nó lên chút đi. Rồi, cái gì đây? Cái con này đi. Đây là con nhám tăng mắt tét. Mắt tét thì trước nó có ra, bây giờ nó hết hàng rồi, nó không còn ra cái mẫu này nữa. Nó ra cái mẫu Makita, mà Makita loại 2 sau này á, nó không còn cái mẫu này nữa. Này xài cũng rất là bền, bây giờ nó không làm nữa. Đây là con mắt tét, mắt tét là của Makita nha nè. Nhưng mà nó là loại 2. Mã của nó là MT941, điện 22 ha. 940W. 940W. Tốc dòng tua của nó là 380m trên 1 phút ha. 380m trên 1 phút. Cỡ nhám của nó là 100 nhân cho 610 ha. Cỡ nhám thông dụng anh em ha. Con này thì nguyên zin hết nha anh em. Nguyên zin hết. Mẹ em không biết sao cái dây nguồn này nó ngắn vậy, chắc là nó bị cắt đi bớt rồi. Này vẫn là hàng xuất hàng nha anh em, hàng Nhật xuất hàng ha. Vít chân tròn. Đó. Ngoại hình thì tương đối ha. Ngoại hình tương đối nha nè. Nó thiếu cái túi bụi, anh em nào cần túi bụi thì nói em ha. Tính tiền thêm cho anh em. Em mua mới nó đầy nha anh em. Túi bụi nó mua mới đầy, cái con này nó bị dính dính vòng vòng lên mấy cái keo dán sắt anh em. Thợ mộc xài là keo dán sắt dính đầy hết. Không có ai mà xài mà keo dán sắt nhiều bằng mấy anh thợ mộc ha. Mua từ lít này qua lít kia. Mắt test ha. Nhám thông dụng. Vuột cái này. Sư cấp bà nội nè.
con này thì rẻ thôi nè. Anh em nào mà cần đồ xịn mà giá mềm mềm tí thì chơi em này ha. Con này mã 10 19 19. Con này để anh em 1 triệu 6 thôi. Mã 19 1 triệu 6 ha. Triệu 6. Tiếp theo con này túi bụi mới nha nè, Makita 9403 ha, hàng này là hàng quốc dân rồi, 9403 gọi là huyền thoại ha, Makita da băng nha anh em, Makita 9403 ha, dòng này là không có máy Engina nha nè, 9403 này 100% nó là hàng da băng hết, điện 22-240V ha, hàng Nhật xuất hàng 1200W ha. Dòng tua của nó là 500 mét nhám trên phút ha. Nó nhanh hơn con mắt test nãy. Cỡ nhám là 100 nhân cho 610 ha. Con này thì nguyên zin hết. Cái dây nguồn thì dây nguồn bãi ha. Dây nguồn này Makita mà dây bãi ha, không phải là dây mà vẫn có thể là dây zin của nó, tại em lấy về nó là gì rồi. Không, hàng Hàn Quốc nó không có xài phích dẹp. Này là dây bãi à. Chứ còn dây zin của nó là phích tròn mới đúng. Này còn khá đẹp nha anh em. Đó. Còn ô con bà sà kê ha. Đó, test máy cả. Con này thì zin hết, chỉ có cái túi bụi là mình thay mới thôi ha. Với lại cái nhám nha, nhám này nhám mới nha. Cái dây này nó bị gãy ngay chỗ chân phích rồi anh em, mới thay cái dây phích khác bà nó thì chứ qua thử chạy đùng đùng cái này thử lại nó không chạy, cái chân phích nó bị gãy, nó bị đứt ngầm ở trong đó. Thay phích xịn nha. Dòng này thì nó là hàng quốc dân rồi ha, anh em nào xài mọc thì sẽ biết rất là bền, nó mạnh nữa nè, làm rất là nhanh ha. 9403 khá đẹp ha, chỉ có dây này nó bị lỗi tí ha. Bỏ hết khúc dây này kệ đi. Con này mã số mấy hiện tại 1920 18, 19, 20 20 con này đúng là em bán 2,7 triệu mà nó dây nó bị đứt tí, để anh em con này 2,6 triệu đi, 2,6 triệu thôi, con kia 2,7 triệu nha nè, hai con này em tính bán 2,7 triệu hết đó chứ, nó giống nhau à, tại vì cái con này nó bị dây nguồn bị đứt hết khúc. 2,6 triệu nha nè, nguyên zin hết à, chỉ có cái túi nè, cái túi này là thay mới thôi, với dây nguồn thì dây thay dây bãi thôi. 2,6 triệu con này. Đây, con này là 2,7 triệu nè, con này thì y chang con nãy ha, em không giới thiệu lại ha, túi này cũng là túi mới thôi đó. Dây này là dây bãi à, dây này rất mềm nè, dây này dây Ruby, Ruby là siêu mềm à. Thông số y chang ha, em không giới thiệu lại ha, hành chỉ test thôi. Con này mới nó tới 7 triệu mấy lần nha nè. Trong mấy cái dòng mà nhám tăng này thì con này là nó làm việc nhanh nhất, tại tóc nó nhanh nhất và nó mạnh nhất. Rồi, con này mã 21 ha, 2,7 triệu.
2,7 triệu bao ship nha anh em. Hai con này cũng còn rất đẹp nha anh em. 2,7 triệu. Tiếp theo là hai em này giống nhau nha anh em. Hai con này là hai con cưa săn ha. Con này đời mới nha anh em. Hai con cưa săn. Này là lam 3,5 tấc nha. Đây thông số của nó đây. Makita MEA 3201M. Nó là 32.0 cm khối ha. Tức là gọi là gì ta? Nó giống như công suất máy nổ thì nó sẽ là cm khối ha. 32 cm khối. 4.2 kg, nặng 4.2 kg ha. Thằng này thì bơm nhớt tự động. Bơm nhớt ra xích á là chỗ này nè, anh em châm nhớt vô đây nha. Em chưa có nhớt ha, anh em châm nhớt vô đây về anh em xài anh em châm nhớt vô đây ha để cho nó ra nhớt ngoài xích á. Đây là cái công tắc. Kéo xuống là tắt nha. Gạt lên chính giữa là mở. Mở thì nó mới chạy ha. Còn gạt lên trên nữa là kéo e. Đó là mình để lâu quá mình không xài, mình phải kéo e nó một cái rồi mình giật. Giật cho nó lên xăng ha. Hoặc là anh em bóp cái núm này nè. Đó. Bóp cái núm này cho nó lên xăng ha. Rồi. Thằng này nó có cái chốt an toàn nha. Đây, nếu mà gạt ra như vậy là nó sẽ không nổ nha. Nên là cái con chốt an toàn. Anh em kéo vô thì nó mới nổ. Đó. Bây giờ em sẽ kéo e lên, giật cho nó lên xăng trước ha. Rồi, trở xuống nè, mở nè, giật nó sẽ nổ ha. À, mở ra. À, em quên anh em, cái này là xăng nè, nút này nút xăng nè, này xài xăng ba nhớt nha anh em, hay thì ha. Còn cái thằng này là nhớt nè, nhớt vô xích á, hả? À. Cái con kia nó hết xăng rồi nha anh em. Hôm qua em test thử chạy rồi nó, nè anh em nhìn vô cái nấm vú nè, xăng nó ra đây có một miếng nè, nó không có đầy ha, nấm vú này nó phải đầy, thì nó mới đủ xăng nha. Đây con này nè, kéo mở tắt nè, kéo cái này vô. Âm sầm quá. Con kia nó vẫn hoạt động như con này nha anh em, giờ nó thiếu xăng thôi, giờ anh em đổ xăng thêm. Nó thiếu xăng giật hơi khó nổ nè. Qua em đã test rồi, test hết hai con rồi, chạy ok hết nha. Rất là mới. Hai con này là siêu mới luôn á. Hai con như nhau anh em. Đó, hai thì ha. Cái tay này tay chống rung luôn nè, nó có lò xo chống rung luôn. Làm 3,5 tấc hết ha. Siêu đẹp luôn. Con này đẹp hơn luôn á chứ. Con này đẹp hơn luôn nè. Nó chỉ hết xăng thôi. Nó là biến chiếc xăng đổ vô quá. Mà nó xài xăng pha nhớt nha nè. Con này dám chậm xuống dám nó nổ. Chậm xuống. Bà thiệt tình. Mà biến chiếc xăng ra quá. Nấm vú này nó không còn xăng nữa là nó không có nổ được nè. Cái này là thằng bơm xăng nè. Nó phải đầy xăng lên nó mới có tác dụng được. Bóp như vậy nó mới nhồi xăng lên. Còn giờ nó có không khí không. Nó chạy đi. Rồi, hai con này em đi cùng một mã luôn nha. Mấy này là em đã vệ sinh máy móc bên trong hết rồi, giật phát nổ rồi. Nè, như con này, hai con này y chang nhau à. Rồi. Giật nhẹ nhàng là nó nổ à. Thì con này nó còn xăng nè, cái nấm vú nó còn đầy xăng nè.
nó còn đầy thì mình bóp như vậy là nó mới có tác dụng, còn nó có không khí không thì nó không có tác dụng. Giật nhẹ nhàng là nó nổ. Anh đây con này mã 22, em sẽ ghi cùng mã luôn đi, 22 2,7 triệu con, 2,7 triệu con ha. Hai con này như nhau nha, này thông số thật giống nhau hết ha, 2,7 triệu con. Tới em này thì lâu lắm rồi mới có một con. Đây là con cắt sắt hợp kim mini ha. Con này có Cinderella nha nè, mà đặc biệt con này đế nhôm nha. Cái con đế nhôm thì giá nó cao hơn đế sắt nha. À, lưỡi là lưỡi 180 đến 190 nha. Mã của nó là LA66 ha. Con này còn cực kỳ đẹp nha anh em. Đây, ốc vít cùng 7 màu hết ha. Zin 100% ha. Zin 100% luôn. Cinderella LA66 ha. Điện là điện 100V. À, 12A là 1200W ha. Dòng tua là 5500 dòng ha. Lưỡi zin theo máy thì nó bị mẻ một hai răng nha nè. Anh em muốn ngon thì về mài lại nha. Nên bị mẻ một hai răng vẫn cắt bình thường ha. Nó kẹp phôi nhanh luôn nha anh em. Đấy, kẹp phôi nhanh nè. Vẫn cắt ok. Nhưng mà anh em nào mà muốn ngọt á, thì về mài lại cái lưỡi ha. Anh em nào mua con này em sẽ để vốn cho anh em cái lưỡi này. Không phải để vốn mà em bán kèm giá rất rẻ thôi. Cái lưỡi này em bán là 850 cái lưỡi này. Lưỡi cắt sắt mới trăm nha, lưỡi của Nhật luôn. Lưỡi của Nhật nên là hai cái lô này em lấy về lâu lắm rồi. Còn còn cái để dành nè, không nỡ bán. Tính bán kèm theo con máy nào mà nó không có lưỡi. Thì cái con này thì lưỡi nó vẫn còn vậy nhưng mà nó không có được không được hoàn hảo thôi. Mà con máy thì quá đẹp. À, anh em nào mà gắn cái lưỡi này vô nữa thì ok luôn ha, nó quá đẹp luôn. Con này cực kỳ đẹp ha, điện 100V nha, zin 100% nha nè, dây nguồn zin luôn ha, ốc vít trên này 7 màu hết rồi. Cái dòng Cinderella này nó mắc hơn cả Makita nha nè, Makita đồng ý là nó có đèn có này kia ha, nhưng cái dòng này rất là bền và nó mạnh hơn Makita nhiều. Đây phần cắt ngọt nha nè, phần cắt ngọt ha, có điều nó không 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 được như ý thôi. Anh em nào mà về muốn nó như ý thì mài lại ha, mài lại là ok, còn không thì chơi thêm cái lưỡi này nữa đó. Giá này em sẽ bán con máy không ha, còn cái lưỡi này anh em nào cần thì liên hệ em. Thôi em nói giá luôn đi, con máy này em sẽ bán giá 1,9 triệu. Ủa thôi 1,9 triệu thôi. Con máy này em sẽ bán 1,9 triệu nè. Mã 23, 1,9 triệu. Nếu anh em nào lấy luôn cái lưỡi này em sẽ để anh em 2,5 triệu. Và để giấu anh em cái lưỡi. Máy là 1,9 triệu nha, mã 23 1,9 triệu. Còn anh em nào lấy luôn cái lưỡi này em sẽ để anh em 2,5 triệu. À, cả máy cả lưỡi ha. Giá 1,9 triệu này là bao gồm cái lưỡi zin theo máy rồi ha. Lưỡi này thì nó vẫn còn bén nè, vẫn cắt được. Nếu mà anh em mà muốn ngon nữa thì về phải mài lại nha. Tại lưỡi này một thời gian là phải mài thôi. Rồi, em quên. Lúc trước em còn con này bị bể gạch này. Đây là con đánh bóng chạy được hai dòng điện ha, vừa 3 pha 200V vừa 3 pha 380 ha. Ba ngựa nha anh em. Nó dài 1 mét, nặng mấy chục ký.
Đó, anh em mà muốn xài 3 pha 200V thì em có biến tần ở dưới ha. Con này clip trước em có lên mà nó bị bể gạch em còn đó. Giá mà chưa có biến tần là 3 triệu 8 em bao ship mà. 3 triệu 8 bao ship con đó. Là đánh bóng hai đầu á, vừa chạy được 3 pha 200V mà vừa chạy được 3 pha 380. Nha. Tiếp trước nữa thì em còn con cắt gốc nè, cắt gốc pin Ryobi ha. Con này 18V Ryobi, nó xài chung pin với Dawat 18V ha. À, giá thân máy nó là 2,5 triệu. Con đó cắt gỗ cắt nhôm ha, lưỡi là lưỡi zin theo máy, nó cắt nhôm cắt gỗ được luôn á. Nó xoay 45 độ hai bên, nghiêng 45 độ một bên. Anh em nếu mà anh em gắn cái lưỡi này nè, là gắn cái lưỡi cắt sắt này vô là anh em cắt sắt được luôn nha. Rồi em dưới thùng ở dưới em có một còn cái thùng đột lỗ điện anh em, giá 4 triệu nguyên thùng. Anh em nào quan tâm thì xem lại clip trước giùm em. Rồi em kết thúc clip ở đây ha. Anh em nào quan tâm con nào thì chụp màn hình gửi tin nhắn bên Zalo cho em ha. Số điện thoại 0397 146414. Zalo của em cũng số đó ha. Chào anh em, hẹn anh em ở clip sau ha.